Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực Đầm Hồng, giáp phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong tổng diện tích 52.902,6 m², Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Thanh Xuân quản lý 30.312,3 m², Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình quản lý 22.590,3 m². Đối với diện tích 6.000 m² còn lại, dự kiến sẽ tổ chức giải tỏa trong tháng 4 năm 2019 và rào tôn bao quanh khu đất, tổ chức quản lý để chống lấn chiếm, đổ phế thải. Thực hiện kế hoạch trên, lực lượng chức năng của quận Thanh Xuân đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng công trình vi phạm. Theo đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành toàn bộ công tác cưỡng chế thu hồi đất, tổ chức quay tôn, xây dựng hàng rào bảo vệ để tránh lấn chiếm, đổ phế thải.